Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này, các tàu cá của ngư dân Phú Yên thì đang chuẩn bị lượng lớn nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày, thậm chí là đánh bắt xuyên Tết. Theo các ngư dân, đến tháng 11 âm lịch, khi mà trời trở gió mùa đông bắc, là nghề khai thác cá ngừ bắt đầu bước vào chính vụ. Vì thế, cá xuất hiện nhiều vì di chuyển từ vùng biển phía bắc vào phía nam. Nếu các tàu tổ chức khai thác đúng thời điểm, chúng luồng cá di chuyển sẽ đạt sản lượng lớn. Vì vậy, hầu hết các tàu cá đều đang chuẩn bị nhu yếu phẩm để đánh bắt cá ngừ dài ngày, thậm chí là xuyên Tết. Tuy nhiên, thì vươn khơi trong thời điểm này, bà con cần lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn vì dự báo là vùng biển Phú Yên cũng như từ Bình Định trở vào đến Ninh Thuận ra đến ngoài khơi giữa Biển Đông, chiều nay gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4,5 mét. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía tây của huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo gió cũng mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động. Với khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa thì gió mạnh tới cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khi ra khơi mùa biển động thì bà con nên chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như là áo phao và thiết bị thông tin liên lạc, kiểm tra thông tin kỹ thuật của máy móc. Tàu cá thì phải đảm bảo là đã được đăng kiểm, liên hệ tần số 7903 kHz để được cứu hộ cứu nạn khi mà gặp sự cố. Chuyển sang thông tin thời tiết trên đất liền thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến ngày mai ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, thậm chí có những nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Cảnh báo ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất cục bộ ở vùng núi. Cùng với mưa thì nhiều nơi chiều nay trời rét, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đông Hà chỉ từ 16 đến 21 độ. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi trời lạnh 23 đến 24 độ, còn Quy Nhơn, Nha Trang hay Phan Thiết nhiệt độ sẽ cao hơn ở mức là 27 đến 29 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.